Kính thưa quý vị, ở ngày thi đấu chính thức đầu tiên giải quần vợt ITF Men World Tennis Tour E15 Tây Đình Hải Đăng Cấp 2022, thi đấu vòng 1, nội dung đôi nam và đơn nam. Đôi vợt vừa giành huy chương đồng nội dung đôi nam tại SK31 là Trần Linh Giang Phạm Minh Tuấn đã khẳng định sức mạnh của mình trước Nishan Dabas và Patrick Viziran. Hai tay vợt của Việt Nam đã áp đảo trận đấu và có chiến thắng khá dễ dàng với tỷ số 6-2 và 6-1 để giành quyền vào vòng tư kết. Trong trận đánh đôi còn lại, bộ đôi từ Lê Khánh Duy và Vũ Hà Minh Đức lại không thể vượt qua cặp người Ấn Độ là Surrey Prabod và Santi Kumar. Dù tạo ra một thế cân bằng với đôi vợt Ấn Độ, nhưng ở những thời điểm quyết định của mỗi set đấu, hai tay vợt trẻ của Việt Nam lại thi đấu thiếu bản lĩnh và thất bại sau hai set với tỷ số 4-6 và 5-7. Vũ Hà Minh Đức cũng đã kết thúc tuần thi đấu đầu tiên của mình tại ITF Men World Tennis Tour M15 Tây Ninh Hải Đăng Cup 2022, khi ở trận đánh đơn trước đó đã gác vợt trước đối thủ người Nhật Bản Seika Watanabe. Vào ngày mai 1 tháng 6, giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra vòng một đơn nam. Đáng chú ý có sự góp mặt của ba tay vợt hàng đầu Việt Nam là Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang và Nguyễn Văn Phương. Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam, huy chương vàng hai kỳ SEA Games liên tiếp sẽ gặp đối thủ người Brazil João Marcos Nusdeco. Đài phát thanh truyền hình Tây Ninh sẽ thực hiện live stream tất cả các trận đấu của giải trên fanpage Tây Ninh TV Media, YouTube, truyền hình Tây Ninh giải trí tiktok truyền hình tây ninh giải trí mời quý vị và các bạn chú ý đón xem và cổ vũ cho các tay vợt việt nam